Các bạn thân mến, trong bài thơ mang tên là Bài hát ấy vẫn còn dang dở, nhà thơ nhà viết kịch Lưu Quang Vũ từng viết những dòng thơ vô cùng xúc động như thế này. Phút cuối cùng tay vẫn ở trong tay, ta đã có những ngày vui sướng nhất, đã uống cả men nồng và rượu chát, đã đi qua cùng tần của con đường. Và thời gian trôi thật nhanh, ngày hôm nay chính là ngày kỷ niệm 32 năm ngày mất của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Cặp đôi, cặp tác giả vô cùng tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại đã để lại biết bao nhiêu những vần thơ hay và biết bao nhiêu những vở kịch mang tính truyền cảm hứng và mang tính thời đại vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho tới tận bây giờ. Ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn đi tìm hiểu về hai bài thơ vô cùng tiêu biểu của Xuân Quỳnh và của Lưu Quang Vũ để chúng ta cùng với nhau ôn lại về chuyện tình vô cùng đẹp của hai tác giả này các bạn nhé. Bài thơ đầu tiên của nữ sĩ Xuân Quỳnh mang tựa đề là Nói cùng anh. Em biết đấy là điều đã cũ, chuyện tình yêu quan trọng gì đâu, sự gắn bó giữa hai người xa lạ, nỗi vui buồn đem chia sẻ cùng nhau. Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn, hôm nay yêu mai có thể xa rồi, niềm đau đớn tưởng như vô tận, bỗng có ngày thay thế một niềm vui. Điều hôm nay ta nói ngày mai, người khác lại nói lời yêu thuở trước, đời sống chẳng vô cùng em biết, câu thơ đầu còn mãi ngày sau. Chẳng có gì quan trọng lắm đâu, như không khí như màu xanh lá cỏ, nhiều đến mức tưởng như chẳng có, trước cuộc đời rộng lớn mênh mang. Nhưng lúc này anh ở bên em, niềm vui sướng trong ta là có thật, như chiếc áo trên tường như trang sách, như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà. Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa, tình anh đối với em là xứ sở, là bóng chợp trên con đường nắng lửa, trái cây thơm trên miền đất khô cằn. Đấy, tình yêu, em muốn nói cùng anh, nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng, lòng tốt để duy trì sự sống cho con người thực sự người hơn. Và đáp lại những vần thơ của Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ có viết một bài thơ vô cùng xúc động mang tựa đề là Thư viết cho Quỳnh trên máy bay. Bài thơ như thế này: Có phải vì 15 năm yêu anh trái tim em đã mệt? Cô gái bướng bỉnh, cô gái hay cười ngày xưa, mẹ của các con anh một tháng nay nằm viện. Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng, một mình em với giấc ngủ chập chờn. Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn, trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt, luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật. Vẫn là gã trai nông nổi của em, người chồng đoàn của em. 15 mùa hè trói lọi, 15 mùa đông dài. Người yêu ơi, có nhịp tim nào buồn khổ vì anh? Thôi đừng buồn, đừng lo phiền, rồi em sẽ khỏe lên, em phải khỏe lên. Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi, nhiều việc phải làm, nhiều biển xa phải tới. Mùa hè náo động dưới kia, tiếng ve trong vườn nắng, và sau đê sông Hồng nước lớn, đỏ phập phồng như một trái tim đau. Từ nơi xa, anh vội về với em, chiếc máy bay dọc theo sông Hồng, Hà Nội sau những đám mây. Anh dõi tìm đâu, giữa những chấm xanh nào, có căn phòng bệnh viện nơi em ở. Trái tim anh trong ngực em rồi đó, hãy giữ gìn cho anh. Đêm hãy mơ những giấc mơ lành, ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh. Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất, vở kịch lớn bài thơ hay nhất dành cho em chưa kịp viết tặng em. Tấm màn nhung đỏ thắm mới bắt đầu kéo lên, những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc, bao nỗi khổ niềm vui thành tiếng hát. Trái tim hãy vì anh mà khỏe mạnh, trái tim của mùa hè tổ ấm chở che anh. Các bạn thân mến, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu mà Xuân Quỳnh trao gửi cho Lưu Quang Vũ và Lưu Quang Vũ dành tặng cho Xuân Quỳnh. Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi, nếu nằm mơ em của tay là chạp vào thùng gạo. Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo, ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình. Và những vần thơ của cả Xuân Quỳnh và của cả Lưu Quang Vũ sẽ còn mãi trong trái tim của những độc giả thế hệ sau này, bởi đó là tình yêu đẹp nhất mà chúng ta có thể tìm được từ hình ảnh của những người nghệ sĩ trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Cảm ơn Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đã để lại cho cuộc đời những vần thơ tuyệt vời tinh hoa.